Đồ câu lưới đánh cá đó hôm nay xin giới thiệu với anh em. Đây là bộ cần câu hai khúc đặc. Cần câu hai khúc đặc này là nó có thể tải được những con cá 5 7 cân, có thể giật lên được trực tiếp luôn. Độ cứng của cần câu này nó do bằng sắt đặc nên nó chịu lực rất là cao. Hệ thống đi khoen của nó là khoen 3 chân. Toàn bộ là khoen 3 chân. Nước sơn rất là bóng bẩy. Ở đầu này nó sẽ có chốt gài nha. Khi chúng ta gài vào đây là nó sẽ chốt vào đây. Cắm này nó sẽ chốt vào đây. Chúng ta xoáy lại nha. Sẽ được những cái cần 2m7. Sẽ được cái cần 2m7 như ý luôn. Ngoài ra còn có rất nhiều màu sắc. Sau đây sẽ giới thiệu cho các bác một số cái màu sắc nhé, các anh em một cái số các màu sắc khác. Và đây là màu vàng chanh này. Ngoài ra còn có màu đỏ, màu đen, màu trắng, màu vàng, các loại màu.